Hello, anh xin chào cả nhà. Cả nhà có khỏe không ạ? Xin chào cả nhà đã trở lại với kênh Việt America của anh. Anh xin chúc cả nhà có một ngày thật là vui vẻ. Nếu thích video của anh, xin ủng hộ like and subscribe, ủng hộ kênh cho anh nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì cái video này của anh trước khi mùa dịch nha cả nhà, cho nên cả nhà thấy là không có ai đeo khẩu trang hết. Thì cái video này anh quay cũng mấy tháng trước lâu rồi, bây giờ anh soạn lại và anh đăng lên cho cả nhà coi. Thì cái video này thì tụi anh đi xuyên bang, thì đang trên đường đi xuyên bang thì tụi anh gặp một cái tai nạn xảy ra rất là buồn. Thì cái anh chàng lái xe này thì ảnh ngủ gục, không biết là ảnh ngủ gục không hay là sao, tại vì ở bên đây nhiều khi họ cũng uống rượu rồi nó lừ đừ là đà, nó mệt người, hay là anh ta ngủ gục, hay là anh ta uống thuốc, hay là làm gì không biết. Thì thay vì đập thắng thì anh ta đập ga, xe phóng lao rất là nhanh xuống dưới cái chỗ đó là nó lật ngửa chổng bốn bánh lên luôn nha cả nhà. Thì những người đi đường họ thấy thì họ chạy xuống, thì họ ráng lôi kéo anh ta ra. Thì lúc này cảnh sát chưa có đến, thì cũng có người người ta gọi cảnh sát rồi nhưng mà cảnh sát chưa có đến. Thì trong khi đó thì những người dân họ chạy ngang họ thấy thì họ ráng đẩy để lôi kéo anh ta ra, nhưng mà anh ta đã bị kẹt ở trong đó. Thì cả nhà có thấy có một cái người đàn bà tóc ngắn, cô ta là y tá nha cả nhà. Thường thường y tá đây mặc đồng phục. Thì bây giờ họ gọi cảnh sát thì cảnh sát đã đến rồi. Thường thường những cái tai nạn ở nước Mỹ khi mà họ gọi 911, tất cả cảnh sát, cứu thương hay ai ở gần đó nhất thì người đó sẽ đến đầu tiên. Khi xe cứu thương đến thì mình phải dọn dẹp chống đường để cho xe cứu thương người ta đậu vào. Thì đây là cái xe phòng cháy chữa cháy Việt Nam mình gọi, ở đây gọi là xe và phòng cháy chữa cháy. Thì tại sao cả nhà không có thấy mấy cái xe cứu thương là ambulance đó? Thì những cái người phòng cháy chữa cháy này họ được đào tạo rất là kỹ, họ được đào tạo kỹ thuật viên y tế nha cả nhà. Thì họ biết giống như là y tá gì đó, họ có thể hô hấp, làm cho mình hô hấp, truyền nước biển cho mình, chứ không phải họ chỉ là những người phòng cháy chữa cháy thôi, không đâu. Thì bây giờ những người phòng cháy chữa cháy đó họ đã đến, thì tất cả mọi người dân dạt ra để cho họ làm công việc của họ. Thì cảnh sát họ ảnh đang chỉ hỏi có ai có thấy vụ việc xảy ra để làm chứng không. Thì bất cứ một cái tai nạn nào ở nước Mỹ họ cũng cần những người làm chứng để vụ việc có thể ra tòa. Tại sao anh ta lại lái xe như vậy? Họ sẽ đem anh ta vô nhà thương, họ sẽ lấy máu, họ sẽ chụp hết, sẽ biết chuyện gì xảy ra với anh ta. Nhưng mà anh ta uống rượu cái nồng độ nhiều, hay là người anh ta mệt như thế nào thì họ sẽ tìm ra hết cái nhà. Thì đây là những anh chàng phòng cháy chữa cháy, là những kỹ thuật viên y tế luôn nha cả nhà. Khi mà vô cái nghề phòng cháy chữa cháy này thì họ được huấn luyện, được tạo giống như không có gần như giỏi như những người y tá, nhưng mà họ biết cái basic để mà họ có thể cứu người đó ra, truyền nước biển, hô hấp, để chờ khi mà chiếc xe cứu thương đó sẽ đem họ ra viện. Cái anh chàng chạy cái xe này lật chổng bốn bánh lên trời. Thì theo mấy người ta nói cho anh biết, anh ta là một người đàn ông da trắng, khoảng tầm 30 tuổi. Anh ta chạy xe không có seat belt, không có gài cái dây an toàn trong cả trong xe đó cả nhà. Chiếc xe lật chổng bốn bánh lên trời thì anh ta bị kẹt xuống đó. Thì bây giờ những người này ráng kéo anh ta ra. Thì họ đã đem được anh ta ra ngoài rồi, như vậy rất là tốt. Thì chắc là anh ta xỉu rồi cho nên họ đang hô hấp
để cho anh thở thở lại, và họ sẽ vô nước biển và họ sẽ chờ xe cứu thương đến để đem anh ta vào bệnh viện. Thôi thì coi xui cũng như xui mà cũng may, khi mà mình mệt quá, mình ngủ gục quá thì mình đừng có nên ráng chạy nữa nha cả nhà. Nên dừng ở một cái chỗ nào đó để nghỉ mệt, nằm ngủ 1-2 tiếng như thế nào thì chạy tiếp. Xa lộ ở đây bất cứ ở đâu cũng như vậy, khi mà ngủ gục chạy xe thì rất là nguy hiểm. Thì Quanh hy vọng rằng khi anh ta vô bệnh viện nằm vài ba bữa chắc anh ta ok thì sẽ về. Nhưng mà chuyến này cái bảo hiểm xe của anh ta là lên tới tận mây xanh luôn cả nhà. Ở đây mà